Hello, xin chào mọi người nha. Mọi người có nhớ anh này không ạ? Đây là anh Phương, cái anh mà cái trong cái clip trước kia mình quay lên ảnh tặng quà cho mình đó. Thì hôm nay anh em gặp nhau giao lưu uống cà phê rồi dẫn ảnh tặng mình thêm bịch quà nè. Đây nè, bịch quà bùi chản luôn. Rồi mình này quà bí mật thì mình sẽ không có công khai cho mọi người biết nha. Đó. Và giờ thì hai anh em đánh xe hơi đi qua đây để săn một con điện thoại. Và cái điện thoại gì thì mọi người cùng đi với mình nha. Đây anh em đường xá luôn anh em thấy anh em đang ngồi trong xe hơi đi trên đường Huỳnh Tấn Phát quận 7 nè mọi người. Nãy ngồi uống cà phê với ảnh ở trong quán cà phê trong đường Phú Thuận á. Sẵn đi ra mua điện thoại anh em đi xe hơi luôn chứ đi xe máy giờ nắng quá. Đi qua cái đường Bùi Quang Ba. Nãy ông anh ông nói hẻm số mấy giờ quên mất tiêu luôn. Mê nói chuyện quên mất tiêu. Đây thôi. Anh em vô tới hẻm 44 rồi. Đó. Kiếm địa chỉ nhà 44/22 mà biết nằm đâu đây ta. Điểm xuống ngó cái. Rồi. Chú ở trong á. Tại em nói ổng là nhờ ổng xách ra ngoài giùm. Cái ông mất kiếm này sao nè, đi coi coi. Đúng không? Ông này gì nè phải không? Không muốn thổi không? Ông này đậu đó đi. Anh N này nào ấy quên nãy em nói. N70 mọi người. Đây. Này anh coi được không nè. Nó hơi cũ tí. Vậy mua nhỏ bỏ. Còn ngon lành hết không? Thì anh cứ tới đây có sim đó. Dạ. Yeah. Coi test đi. Không ý là anh nhìn thấy ngoại hình nữa được không? Cái này sao nó mất cái đó có miếng nhựa mà mất cái nắp thôi. Mất cái nắp rồi. Bao nhiêu năm rồi? Mất cái nắp pin. Này. Chứ kiếm cái đó thì phải mua cái vỏ mới có cái miếng đó. Miếng mũ á, mũ nhét. Ừ. Mũ đâu rồi? Nắp đó đi. Cái đâu anh thấy được không? Thấy ok thì lắm. Mất nắp không lấy được hả? Không được thôi. Dạ, tiếc quá rồi. Nói thiệt anh đang kiếm mà cái máy nào mà còn cái nắp này đi bằng đầu từ khi thay cái vỏ. Dạ, rồi cảm ơn anh. Rồi. Anh em qua kiếm mua mà cái này không vừa ý rồi mọi người ơi. Nó hơi tệ quá. Thất vọng rồi. Bánh xe đến nơi thấy không ok đi về. Mặt buồn vậy. Rồi nhìn trong hình nó chụp tấm hình mình nhìn không có rõ được. Đúng rồi. Cái nắp nó còn mình cũng lấy. Đúng rồi, nó tệ quá. Mất cái nắp đó, cái nắp được kiếm đâu ra. Dạ. Kiếm mình kiếm không nổi chứ không được cái đồ. Đồ nó cũ quá rồi. Giờ đi săn cái máy ở ngoài cũng không có nữa. Đâu giờ có rồi, còn mình không chán nào mình mua cái mắt nó mắc hơn nữa. Dạ. Đúng không? Làm anh em đánh xe vô tới trong cái hẻm này giờ quay đầu xe là một vấn đề luôn. Kệ đi, lâu trải nghiệm cho vui một bữa nha. Săn hàng là phải chịu thôi. Mình đi săn hàng độc là phải chịu thôi. Phải đẹp bằng máy như vậy nè mọi người phải không? Phải đẹp như máy vậy đồ này đó. Đúng rồi. Giờ phải đánh xe về đường Phú Thuận lại để lấy xe máy. Đi săn đồ cổ và cái kết không mỹ mãn. Thì đây là anh Phương nha mọi người. Anh Phương ảnh cũng là chạy gấp ca nghề tay trái thôi. Nghề tay trái ảnh thôi, giống như mình cũng chạy gấp ba nghề tay trái. Đây là cái đường Bùi Văn Ba. Hôm nay chắc anh em làm cái clip này để chia sẻ với mọi người vui vui xíu thôi ha. Chứ thật sự cũng rất là buồn khi mà ghé qua mua mà không được. Vừa tốn tiền xăng, tốn công sức mình nữa. Cái máy này nếu mua tầm 70.000. Chứ đừng nói là giá trăm mấy. Đúng rồi. Tại nó về nó không có cái gì gọi là tính nói gì quên mất tiêu rồi.
chơi đồ cổ, không ra đồ cổ phải không? Đúng rồi. Mà nghe gọi nó cũng nhìn không thẩm mỹ. Cái nắp nó mất cái nắp kia để nhớ mà. Đúng rồi. Mà cái lỗ nó bự như vậy mà. Tàn quạt, hỏng tàn quạt. Đúng không? Thấy nó không có thẩm mỹ. Dạ đúng rồi. Đồ cổ nó cũng ra đồ cổ mà giờ mua nghe gọi nó cũng xấu. Mình chấp nhận mua nó cũ nhưng mà nó cũng phải liền. Đúng rồi, liền lạch đầy đủ đúng rồi. Cái nắp đàng hoàng. Bữa con nền 72 của em thấy nguyên si đẹp. Bữa giờ em mua con nào cũng đẹp á. Đúng rồi, con nào bữa giờ cũng đẹp. Lựa không chứ đâu có lấy đồ bậy đâu. Nhưng mà cái chuyện đó là bình thường thôi, đúng rồi, không? Đúng rồi. Có cái này cái kia chứ luôn luôn đâu phải lúc nào cũng có cái đẹp cho mình lựa chọn đâu. Con này không xài cũng tàn dữ lắm. Nãy chạy xuống ông nói trời, ông đi gấp ca xuống đây bằng giá tiền mua điện thoại tôi. Nói đâu có đâu gấp ca của ông anh. Ông nói trời trời, ông đi gấp ca ông đây bằng tiền mua điện thoại tôi, ông sang dữ vậy. Rồi quay video nói chuyện với mọi người chơi xíu thôi nha, mình hôm nay mình chia sẻ ở đây thôi nha. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại trong những cái video lần sau.